Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại khu vực cầu Sập Hố Nai các vị, đi về hướng Sài Gòn nè. Hôm nay là thứ tư, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021. Bây giờ hơn 9 giờ sáng rồi. Phú đang lang thang khu vực chỗ này, quay video cập nhật tình hình, chia sẻ với quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Chỗ này là chúng ta bắt đầu bước vào khu vực khu phố 5, phường Tân Hiệp. Đây, ngay chỗ này vừa qua cầu Sập chút xíu. Thì ngày hôm qua Phú có đi cập nhật tình hình khu phố 5, phường Tân Hiệp. Đó. Thì Phú chỉ đi ở cái phần bên khu dân cư Đinh Thuận, cho nên là chưa cập nhật hết ở bên này. Hôm nay Phú sẽ đi một vòng ở bên này cập nhật quý vị xem. Đó, vậy là khu phố 5 của phường Tân Hiệp là nó nằm ở ngay khúc này quý vị. Đó, tại vì nó nằm ở hai ba chỗ khác nhau. Đó, khu dân cư Đinh Thuận thì cũng là khu phố 5, mà khu này cũng là khu phố 5. Rồi hết khu này lại nhảy qua khu phố 4, khu phố 8. Đó, nó lung tung hết. Thì hôm qua cái video hôm qua đó, tôi đi quay ở khu dân cư Đinh Thuận, cũng là khu phố 5 của phường Tân Hiệp, thì có thể thấy là mọi sự đều là yên ổn, an toàn. Đó. Nhưng mà thông tin thì ở khu phố 5 có một ca dương tính. Đấy, cho nên hôm nay cũng sẽ đi vào cái khu này để cập nhật xem tình hình bên này thế nào. Khu phố 5 phường Tân Hiệp. Rồi, đây đúng luôn rồi quý vị ơi. Đây chính là khu vực có một ca đây. Đây, người ta đã phong tỏa đây này quý vị này. Và để cái bảng rất là to, khu vực cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 không phận sự cấm vào. Đây quý vị. Đây là nguyên một cái khu ở đây luôn rồi. Đấy, người ta phong tỏa này. Phong tỏa nguyên cái khu này luôn. Rất dài. Đấy, quý vị thấy không? Người ta lấy bàn, người ta kê lại, người ta phong tỏa này, nguyên một cái dãy nhà ở đây. Đó. Nguyên một dãy nhà ở đây luôn nha quý vị. Đó, chúng ta đẩy vào hết này. Cái này là chúng ta đi xuống ngay khu vực cái chợ nhỏ, cái chợ tự phát ở bên phường Tân Hiệp này. Đây này, Phú sẽ đi qua cái chợ nhỏ đây coi xem tình hình chợ hôm nay như thế nào nha. Đây, chợ hôm nay vẫn bán bình thường nha quý vị. Tại vì khi mà xảy ra những cái ca như vậy ấy, là thường thường là người ta sẽ tạm dừng những cái khu chợ tạm này ngay. Chợ vắng lắm quý vị. Chợ khá là vắng luôn. Bây giờ mới hơn 9 giờ sáng thôi. Đây, Phúc đi một vòng ở khu vực chợ này quý vị coi nha. Đây cũng là khu chợ tạm, chợ tự phát ở khu vực phường Tân Hiệp. Chỗ này nó vẫn là khu phố 5 của phường Tân Hiệp nha quý vị. Đấy, khu phố 5 rất là rộng luôn. Nguyên một cái phần ở đây và cái phần bên khu dân cư Đinh Thuận. Cũng sẽ đi lòng vòng ở khu phố 5 ở bên này cho quý vị xem. Chợ quá dài luôn quý vị. Chợ rất là dài mà lại khá là vắng. Đấy, chợ này người ta bán dọc hai bên nhà người dân đấy quý vị. Đấy. Người ta đi chợ thì người ta chỉ việc là đứng lại rồi mua thôi, chứ không cần phải xuống xe, gửi xe gì hết.
hoa xanh. Ta đi thẳng cái đường này thì chúng ta sẽ ra ngay khu vực nhà thờ giáo sư Gia Viên nha quý vị. Khu đi qua một số con đường ở khu này cho quý vị xem. Đây vẫn là khu phố 5 này quý vị. Chỗ này là ngay cái chỗ trường cao đẳng thông kê ở đây. Khu phố 5 phường Tân Hiệp. Đây, quán cà phê đóng cửa ở này. Cà phê Võng chiếu phim đóng cửa. Đi ở đây là chúng ta sẽ ra hết khu vực khu phố 5. Đó, ngay bên hông nhà thờ giáo sư Gia Viên quý vị. Đây, phút sẽ vòng qua này. Chỗ này là nó thuộc khu phố 4. Đi thẳng vào nghĩa trang giáo sư Gia Viên. Nhưng mà đi thẳng qua bên khu bên này là chúng ta đi vào khu dân cư Đinh Thuận thì lại là khu phố 5 quý vị. Đấy. Người ta chia khu nó cứ nhảy nhảy lung tung hết cho nên là trong cái video trước ấy thì Phú chưa có đi hết được cái khu phố 5 là như vậy. Tại lúc ban đầu thì chỉ biết là khu phố 5 nó nằm bên này thôi. Đây quý vị nhìn này, bên này lại là khu phố 5 nha quý vị. Khu phố 5 của phường Tân Hiệp đấy. Mà khúc trên kia lại là khu phố 4. Khu này chúng ta sẽ ra ngay chỗ trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Nai. Phường Tân Hiệp là một cái phường rất là rộng quý vị. Đấy, bây giờ người ta bán như này này quý vị. Đó, bán xe lôi như này. Có nhiều tiểu thương người ta đã chọn cái giải pháp là đi xe lôi ra một cái góc đường khu dân cư nào đó người ta bán chứ người ta không có bán trong chợ nữa. Đấy. Nhiều khi bán xe lôi như này lại dễ bán quý vị, mà cũng không sợ, không phải lo lắng gì, một mình một ngựa đứng giữa đường. Thơm này 15.000 hai trái, thơm 15.000 hai trái, vậy là 7.500 một trái. Ở bên phía bên này là khu dân cư Đinh Thuận này quý vị. Khu dân cư Đinh Thuận là thuộc khu phố 5 của phường Tân Hiệp đó. Ai cha cha, cái xe tải này thấy ghê quá. Xe tải này chắc hết đát rồi hay sao rồi. Đang chạy lủng lẻo ngoài đường thấy ghê quá. Xe bị hư. Người ta đang kéo về để ta sửa. Các quán ăn ở bên phía khu dân cư Đinh Thuận này hôm nay cũng đóng cửa quá trời quý vị. Tôi sẽ đi dọc cái khu này và đi vào bên khu phố 3 phường Tân Hiệp luôn, xem thử là những cái khu chợ tự phát ở bên này hôm nay như thế nào rồi. Trong cái giai đoạn này là những cái khu chợ tự phát là đang trong cái thế gọi là bị đe dọa. Tôi dùng cái từ là đe dọa bởi vì là có thể sẽ bị tạm dừng các vị, tạm dừng cái khu chợ tự phát. Thực sự mà nói thì nếu mà các khu chợ tự phát mà đóng cửa thì người dân ở cái khu vực chỗ đó người ta cũng khốn khổ lắm quý vị. Biết đi mua ở đâu bây giờ. Xong lại lo lắng là vì vùng đó dịch bệnh nữa.
Đây, Hương sẽ đi vào cái hẻm bên này đi. Chúng ta đi vào khu phố 3 của phường Tân Hiệp. Rồi vòng qua cái khu chợ tạm ở đây, xem tình hình như thế nào. Đây là cái khu vực mà khá là sầm uất của phường Tân Hiệp, mới nổi thời gian gần đây. Đóng cửa này, hớt tóc, làm nail, làm đẹp, đóng cửa. Các cửa tiệm mấy hôm nay cũng đóng cửa quá trời. Mặc dù là trong xóm nhưng mà đóng cửa rất là nhiều quý vị. Họ kẹt xe nữa, có xe tải là kẹt xe. Cái đường thì bé mà xe tải vô là kẹt xe ngay. Chỗ này có một cái quán phở Bắc rất là đông. Quán đó mà vào có tầm khoảng có 7-8 giờ là rất là đông. Chắc là quán phở ngon đúng không vậy? Có dịp Phú sẽ vào review cho quý vị xem ha. Phở thì chắc chắn là ngon rồi. Đây, chúng ta đi ngang qua cái đường rầy xa lửa quý vị. Ngang qua đường rầy. Rồi cũng sẽ đưa quý vị đi ngang qua cái khu chợ tạm ở đây này. Xem tình hình chợ tạm thế nào. Tại vì những cái chợ này là có thể chạy xe qua được và nó rộng, cho nên Phú sẽ đi qua. Còn những cái chợ mà không chạy xe qua được và đường nó chật ấy, thì Phú sẽ không có đi vô quý vị ha. Bởi vì nó khá là phức tạp luôn đấy. Đây, chúng ta vô chợ này. Chợ hôm nay có vẻ vắng đấy. Yes, cái đường chợ thế này mà xe tải vô nữa. Chết luôn. Đứng gọn rồi xe qua quý vị. Còn đi chợ quá trời. Vẫn buôn bán bình thường quý vị ha. Không có gì biến động hết. Nơi này vẫn còn bình yên. Những nơi mà chợ tạm vẫn còn buôn bán được thoải mái như này là vẫn còn bình yên nha quý vị. Đấy, bên này bán rau củ quả thịt cá này. Đây, cô đi qua cái hẻm này đi. Đi từ cái hẻm này chúng ta sẽ ra hướng đường Nguyễn Ái Quốc nha quý vị. Đây, chúng ta ra cái đường này để chúng ta ra đường Nguyễn Ái Quốc. Sầu riêng, bơ. Đi thẳng đường này là chúng ta ra cái đường Nguyễn Ái Quốc đây quý vị. Chúng
chỗ này cũng có vài quán cà phê rồi ăn sáng ở đây nè, cũng đông lắm, nhộn nhịp. Quán phở Lý Quốc Sư. À, chúng ta ra đường Nguyễn Ái Quốc quý vị, khu vực gần cầu Săn Máu. Bên phía bên này thì có cái phòng khám gọi là Tâm Hồng Phước này, người ta đang test Covid nhanh rất là nhiều. Đó là một trong những cái điểm để người ta có thể test Covid nhanh, lấy cái giấy xét nghiệm âm tính làm cái giấy thông hành để đi ra đi vào tỉnh Đồng Nai các bạn. Đây là cầu Săn Máu. Ồ, khoai tím Nhật 1 kg 6.000. Hôm này cũng như đang giải cứu khoai các bạn ơi. Giải cứu khoai ở miền Tây ấy, người ta trồng nhiều quá không bán được. Thẳng đường này là chúng ta lại đi về phường Hôm Nay rồi quý vị. Thì hôm nay cũng đưa quý vị đi một vòng ở khu vực phường Tân Hiệp, cập nhật tình hình xem như thế nào. Trong video trước thì Hú đi chưa có hết cho nên là không có cập nhật được khu vực bị cách ly. Đó, thì hôm nay đi cập nhật cho quý vị xem như vậy. Cái video này cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an trong cái giai đoạn này quý vị nha.